Thưa quý vị, vậy là năm học mới đã bắt đầu. Sóc Trăng đã chuẩn bị như thế nào? Và năm học này, nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục ra sao? Phóng viên đài có cuộc phỏng vấn bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa bà, xin bà cho biết về công tác chuẩn bị cho năm học mới 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được thực hiện như thế nào? Xác định năm học 2024-2025 là một năm học đánh dấu mốc thời gian đặc biệt. Ngành giáo dục phải hoàn tất việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình của Bộ Giáo dục Đào tạo từ lớp 1 đến lớp 12. Cũng là năm đầu tiên tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Năm kết thúc nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14. Cho nên trước khi bước vào năm học mới, ngành giáo dục đã chuẩn bị nhiều mặt cụ thể về các cái điều kiện để đảm bảo cho năm học mới, như rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, biên chế giáo viên và các cái trang thiết bị phục vụ dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới, định hướng các nội dung và các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện trong năm học mới. Đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ở trong giai đoạn 2020-2025, tỉnh Sóc Trăng cũng đã bố trí vốn trung hạn với tổng số tiền là 2.800 tỷ đồng để xây dựng các công trình và đầu tư thiết bị dạy học. Ngoài ra, tỉnh còn bố trí là 357 tỷ đồng để đầu tư trang thiết bị phục vụ cho chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bên cạnh việc quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học, lực lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là một lực lượng rất quan trọng góp phần quyết định chất lượng giáo dục. Vì vậy, ngành giáo dục còn quan tâm bồi dưỡng, phát triển đội ngũ. Để chuẩn bị cho năm học mới, thì Sở Giáo dục cũng đã tranh thủ thời gian hè mở các lớp đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và giáo viên. Trong đó có mời các chuyên gia về để cho giáo viên tiếp cận với các chuyên gia nhằm nắm bắt được những cái phương pháp hay, những cách làm mới để thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018. Phối hợp với các nhà xuất bản để triển khai các lớp bồi dưỡng, tập huấn, sử dụng sách giáo khoa mới để cho giáo viên nắm bắt nội dung chương trình. Đồng thời cũng phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè để nâng cao trình độ lý luận chính trị cho giáo viên, cũng nghiên cứu sắp xếp, bố trí, điều động giáo viên để tạo điều kiện cho giáo viên công tác tốt, đảm bảo biên chế đứng lớp và phát huy năng lực sở trường của giáo viên trong thực hiện nhiệm vụ. Là năm học có ý nghĩa quan trọng, vậy thì ngành giáo dục tỉnh Sóc Trăng đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm nào cho năm học mới? Năm học 2024-2025, ngành giáo dục tỉnh Sóc Trăng đã tập trung 10 nhiệm vụ trọng tâm. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục cho mọi đối tượng, nhất là đối tượng còn khó khăn trong tiếp cận giáo dục. Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo, sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực để đầu tư cho giáo dục, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục quốc phòng an ninh và giáo dục thể chất, y tế trường học, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong giáo dục, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, tăng cường công tác truyền thông giáo dục và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trong toàn ngành. Với 10 nhiệm vụ đã đề ra, vậy thì ngành giáo dục quyết tâm như thế nào để hoàn thành các nhiệm vụ trong năm học này thưa bà? Với 10 nhiệm vụ đề ra, ngành giáo dục quyết tâm cụ thể hóa 10 nhiệm vụ trọng tâm trên bằng những cái giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Trong đó, vấn đề đặc biệt quan tâm là chất lượng đội ngũ và những giải pháp mới để nâng cao chất lượng giáo dục. Mục tiêu của năm học 2024-2025, ngành giáo dục đặt ra và phấn đấu là nâng cao chất lượng giáo dục ngang tầm với khu vực. Về kết quả thi học sinh giỏi quốc gia được nâng lên, tỷ lệ thi tốt nghiệp được tiếp tục duy trì và ổn định. Để đạt được kết quả này, cần có sự chung tay góp sức của cả cộng đồng, sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, sự phối hợp hỗ trợ của các ban ngành đoàn thể và toàn xã hội
đặc biệt là cần có sự nỗ lực rất lớn của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành giáo dục. Xin cảm ơn bà đã tham gia cuộc phỏng vấn hôm nay, và với quyết tâm của toàn ngành, chúc cho ngành giáo dục sẽ đạt được những thành tích thắng lợi trong năm học 2024-2025.